Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Xe Điện Motor Điện, kênh video chuyên về các cái dòng phụ tùng xe điện bốn bánh chế, bốn bánh và bốn bánh xe điện, bốn bánh xe máy xăng. Nay mình sẽ giới thiệu một cái bộ cầu lái trước và cái cấu tạo của nó. Thì đây là một đôi này, một đôi cầu này. Cầu này thì mình sẽ dùng một cái ống hàn từ bên này qua bên này, chiều dài thì tùy theo cầu sau. Và để lái nó thì dùng thước lái và lái qua lái lại như thế này. Thì đối với những cái cầu một số bạn hỏi thì nhìn nó rất là đơn giản mà chế cũng được, nhưng mà để mà chạy được sức tải độ khoảng 2 tấn thì vẫn nhẹ nhàng, thì nó phải là một cái cấu tạo thật là chuẩn và bi viết phải rất là chuẩn thì mới lái nhẹ nhàng được. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video tháo toàn bộ của nó ra. Trên cái này thì nó có 3 phần chính, một là cái phần mayer để nắp vào bánh, và phần hai là cái phần cố định trên cái trục cầu, và ba là phần ngóng lái là phần này. Đây chính là cái phần mayer của nó. Mayer này để chịu được cái lực tải tốt thì nó dùng bi côn. Đây là hai bộ vòng bi côn của nó, một vòng bi côn ngoài và một vòng bi côn phía bên trong. Bi côn bên ngoài thì nó làm nhỏ hơn. Đây là bi côn bên ngoài và một vòng bi côn phía bên trong. Đây là một vòng phía bi côn bên trong. Đấy. Về độ chịu tải của các dòng bi côn này thì tất cả các bạn nào làm bên kỹ thuật thì đều biết là bi côn thì nó chịu tải tốt hơn rất nhiều so với bi cầu, bởi vì bi côn thì bi của nó là dạng bi hình trụ, lực tải của nó rất là lớn so với bi hình cầu. Và trên cái ngõng lái của nó thì tất nhiên là sẽ là cái phần trụ cốt của thằng Meyer thì nó ở đây. Nó sẽ được lắp một vòng bi to ở trong này và một vòng bi nhỏ ở ngoài này. Cái đường kính của thằng này rất là lớn cho nên là có thể chở đến 2 tấn mà không vì gì. Và tiếp theo nữa, để mà bẻ qua bẻ lại như này một cách nhẹ nhàng và chịu lực tốt thì trên cái trụ của ngõng lái này thì nó sử dụng 3 vòng bi. Kết cấu có 3 vòng bi. Hai vòng bi bi kim cũng dạng như bi của nó là dạng bi đũa ở trong. Đây các bạn có thể xem. Đó. Hai vòng bi. Một vòng bi ở đây và một vòng bi ở đây. Là hai vòng bi. Đấy thì vòng bi này thì nó sẽ chịu cái lực bẻ ngang như thế này. Để và tiếp theo nữa thì để chịu được cái lực tì của nó đối với trọng tải của xe thì nó phải dùng một cái vòng bi đỡ nữa. Vòng bi đỡ được lắp ở trên này. Đây là cấu tạo của vòng bi đỡ này. Đấy. Vòng bi đỡ nó nằm ở đây. Khi luồn trục ở trên này xuống thì bi đỡ sẽ được lắp ở đây. Đó. Và bi này thì là được lắp trên cái ngõng này. Đây. Đó.
kết cấu nó như vậy. Vậy là trên tổng một cái ngõng lái như vậy thì nó có tới tất cả vị trí là 5 vòng bi, 2 vòng bi của Mayer và 3 vòng bi của ngõng lái này. Điều đó lý giải tại sao là khi các bạn có thể sử dụng cái cầu này với sức tải lên đến hơn 2 tấn nhưng lái vẫn nhẹ nhàng. Nó chính là giờ cái kết cấu đặc biệt của nó như vậy. Và chúng ta khi chúng ta chế thì nó có rẻ hơn, nhưng mà rẻ hơn vì chúng ta sử dụng bi cầu. Bi cầu thì sức tải của nó kém. Đấy, đây chính là cái toàn bộ cái phần phụ kiện tháo ra của một cái cầu trước. Bên mình hiện đang bán những cái dòng phụ tùng xe điện này rất là rẻ, giá rẻ nhất trên thị trường. Và tất nhiên là các bạn mua cái này về mua lẻ thì bên phụ tùng đều có cung cấp hết. Cái này cũng bán lẻ, cái này cũng bán lẻ, cái này cũng bán lẻ, mà bi cũng bán lẻ, ngõng này cũng bán lẻ. Ngoài ra thì một số anh em làm cái cầu để làm cái cầu trục của xe bò thì có thể mua nguyên cái này, mua bộ vòng bi này, hoặc là có thể đóng bi thường cũng được, thì đóng vào đây và lắp những cái bánh rất là khỏe, thì chỉ cần mua một bộ này, hai cái như này hai bên là có thể làm được cái trục của xe kéo. Trục của thằng này thì siêu bền và siêu khỏe. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Để đăng ký kênh của xe điện thì các bạn nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới video. Đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí, và việc đăng ký kênh này thì có thể dễ dàng theo dõi được những cái video mới nhất bên phụ tùng xe điện update. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.